Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên, ngày 17 tháng 11 năm 2022. Tình yêu thánh tâm một chiều trên cây thập giá, nơi đồng thế gian làm máu cùng nước tuôn tràn. Con tim nát tan vì quá yêu thương trần gian, gánh bao tội tình Chúa đành hy sinh. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng dịu êm, luôn yêu con không bờ không bên. Thánh tâm Chúa nhân Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên, ngày 17 tháng 11 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ, đặc biệt là trong tháng các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện cho các đấng, các bậc đã qua đời, các linh mục, tu sĩ, giám mục, những người đã ban bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích sức dầu, bí tích mình thánh, đã cho ban các bí tích cho chúng ta từ thời còn bé đến lúc ta lớn, từ bây giờ các ngài đã được Chúa mời gọi về bên Chúa. Xin Chúa cho các ngài được mau hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5 câu 1 đến câu 10. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi đã thấy trong tay hữu đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi: đừng khóc nữa. Này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Juda, chồi non của David đã chiến thắng. Người sẽ mở cuốn sách và bày ấn niêm phong. Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn con vật, giữa các vị kỳ mục một con chiên trông như thể đã bị giết. Trên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Con chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu đứng ngự trên ngai. Khi con chiên đã lãnh cuốn sách thì bốn con vật và 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt con chiên. Mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. Các vị hát bài ca mới sau đây: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa Kitô, Ngài đã làm cho chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng con. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hữu chung. Hỡi Israel, nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiền trí. Mừng thanh danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.
Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Kẻ hữu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phú phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với người. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 19 câu 41 đến câu 44. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, khi mà con người đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng là Adam và Eva, được Thiên Chúa dựng nên và cho làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, nếu con người cứ giữ trật tự như thế, Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật, một trật tự mà Thiên Chúa đặt ra như vậy, thì con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật, và tất cả vũ trụ vạn vật này Thiên Chúa dựng nên vì con người, cho con người, để con người được toàn quyền sử dụng. Thế nhưng mà con người đã nghe lời cám dỗ của ma quỷ, muốn bằng Thiên Chúa. Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật. Nhưng mà con người muốn bằng Thiên Chúa, có nghĩa là không cần Thiên Chúa, tách Thiên Chúa ra khỏi mình. Ăn trái cấm này đi, vì Thiên Chúa sợ ngươi ăn này, trái cấm này sẽ bằng Thiên Chúa đó, cho nên mới cấm mà thôi. Ăn đi, tội tình gì mà không ăn. Không cần Thiên Chúa nữa, ngươi cũng vẫn làm chủ vũ trụ vạn vật này mà, đâu cần Thiên Chúa. Và cái cám dỗ đó ngày hôm nay vẫn còn đang tiếp diễn. Con người phủ nhận Thiên Chúa, không cần Thiên Chúa, họ không chống lại Thiên Chúa, họ không cấm đạo, họ không bắt đạo, nhưng họ coi có đạo cũng như không có đạo, chẳng ảnh hưởng gì trên cuộc sống của họ hết. Và đó là cái cám dỗ tinh vi ghê gớm nhất. Chứ còn nếu mà con người ta cấm đạo, người ta bắt đạo, người ta chống đạo, thì những người có đạo càng muốn giữ đạo. Máu cá thánh từ đạo sinh đạo. Nhưng mà vì người ta không cấm đạo, nhưng người ta để cho vũ trụ này nó thật hấp dẫn, và con người có thể làm được mọi sự. Cái cám dỗ là bàn tay ta làm nên tất cả, ta làm chủ vũ trụ vạn vật này. Ta là chúa tể vũ trụ vạn vật này. Không cần Thiên Chúa, vì có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa cũng chẳng ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tôi. Và có khi có Thiên Chúa lại càng mệt hơn nữa. Để tôi muốn tự do tôi làm gì tôi làm. Bây giờ có Thiên Chúa, tôi đâu có được như thế. Tôi phải biết xót thương người khác chứ. Tôi phải biết sống công bằng bác ái chứ. Tôi phải biết sống quan tâm đến người khác chứ. Đâu phải tự tôi muốn hưởng thụ là hưởng thụ, muốn làm gì thì làm, không cần biết đến ai. Và chính vì không cần biết đến ai, muốn làm gì thì làm, ai cũng muốn làm chủ, cho nên mới sinh ra chiến tranh, mới sinh ra loạn lạc, mới sinh ra bao nhiêu cái tội ác. Chỉ vì con người ta không tôn phục Thiên Chúa, không nhận Thiên Chúa là tình yêu, cho nên họ không sống tình yêu, không đón nhận thương lòng thương xót của Thiên Chúa, cho nên họ không biết xót thương nhau. Và chính vì thế mà mới có chiến tranh chứ. Chính vì thế mà con người mới tự do chế ra những vũ khí để hủy diệt lẫn nhau chứ. Để ai cũng muốn làm chúa, ai cũng muốn làm chúa, ai cũng muốn làm chúa hết. Hết ông nước này, hết ông cường quốc này, ông cường quốc kia. Lịch sử thế giới cho ta, chúng ta biết là
biết bao nhiêu cường quốc, mà những cường quốc, những ông vua, những hoàng đế càng lớn, càng quyền hành bao nhiêu thì người dân càng khổ bấy nhiêu, và càng có những cuộc chiến tranh đẫm máu, bao nhiêu mạng người bị diệt vì cái mộng bá chủ vũ trụ của những người muốn làm chúa tể vũ trụ này. Giá mà họ nhìn nhận Chúa là chúa tể vũ trụ để họ sống như là những người con của Chúa thì thiên đàng hạ giới này rồi. Nhưng mà con người không làm được chuyện đó, mất hạnh phúc thiên đàng rồi, không thể tự cứu mình được nữa. Cho nên là ai là người mà có thể mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong này? Sách Hồi Huyền cho ta thấy điều đó. Không ai có khả năng làm chuyện đó. Mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong này, tôi khóc. Tôi khóc vì không ai có thể làm gì được chuyện đó cả. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong kỳ mục mấy họ bảo tôi rằng đừng khóc nữa. Một sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, trồi non của David đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Bây giờ tôi thấy ở giữa ngay bốn con vật, một con chiên ở đây là viết hoa, lại chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian mà chúng ta vẫn đọc trong thánh lễ mỗi lần trước khi lên rước mình Thánh Chúa đấy. Con chiên ấy như thể bị giết, và con chiên ấy đến lãnh cuốn sách từ tay đấng ngự trên ngai, và đã lãnh cuốn sách thì tất cả đều phủ phục trước con chiên ấy, và tất cả hát bài ca mới sau đây: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở niêm phong. Tại sao con chiên ấy xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở niêm phong? Tại vì con chiên ấy đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Con người đã mất phúc thiên đàng, bây giờ muốn tìm lại thiên đường đã mất. Muốn phục hồi lại địa vị làm con Thiên Chúa, con người không thể. Không ai xứng đáng mở cuốn, lãnh nhận cuốn sách và mở niêm phong. Chỉ có một mình con Thiên Chúa. Con chiên sẵn sàng bị sát tế, thực hiện ý của cha, vâng lệnh ý của cha, chấp nhận bị sát tế, bị giết để lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Anh đã bị bắt làm nô lệ. Bây giờ muốn chuộc anh về thì phải bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền, bao nhiêu đô la đây? Người mẹ thấy đứa con mình bị bắt bán vào trong động. Bây giờ muốn chuộc đứa con ấy về, người mẹ ấy không có tiền, không có của, thì nói với người chủ động rằng: đây, tôi xin thế thân cho con tôi đây. Tôi chuộc lại mạng con của tôi đây bằng chính thân xác của tôi đây. Bà ấy hy sinh mạng sống mình để chuộc lại đứa con của mình. Thế thì con người ta không thể chuộc lại bằng tiền của hay bằng bất cứ thứ gì cả. Vô phương rồi, không có cách nào được. Chỉ có một đấng từ trời xuống là con chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Xóa tội trần gian bằng chính mạng sống của mình. Xóa tội trần gian bằng cách lấy máu và nước từ trái tim mình rửa sạch tội lỗi nhân loại. Xóa tội trần gian bằng cách là lấy chính mạng sống mình để đền thay tội lỗi của nhân loại. Và cái chết của Ngài đã đền thay tội lỗi của tất cả nhân loại từ Adam cho đến ngày tận thế. Máu Ngài đã đổ ra một lần thay cho tất cả, để từ nay những ai mà muốn được cứu thì chỉ ngước nhìn lên lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vâng, ngước nhìn lên tới mình. Đây, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào ra đây. Con chiên đã bị sát tế, đã bị giết và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Chuộc về cho những người nào? Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Chúa cứu chuộc hết tất cả, không loại trừ một ai. Dù người ta có tin hay không tin, dù người ta bất cứ đạo nào, bất cứ tôn giáo nào, bất cứ thuộc một hệ thống chính trị nào, đảng phái nào, vân vân và vân vân, thì Chúa cũng chuộc hết tất cả. Đền thay hết tất cả rồi. Vấn đề còn lại này,
mẹ của anh đã chuộc anh về rồi đấy, anh có chịu về hay không về thôi. Con nó đi đánh bài bên Campuchia, bao nhiêu tiền đem Campuchia đánh hết, hết tiền rồi còn vay nợ nữa, chủ sòng bài nó cứ cho vay, đánh bài là nó có cái đó. Muốn vay bao nhiêu vay mà phải ký, khi phải ký thế thân, không có tiền chuộc là ở đó làm nô lệ suốt đời. Mà không trả tiền nó cắt cái lỗ tai gửi về cho mẹ, cắt cái ngón tay cái gửi về cho mẹ. Mẹ Việt Nam nhìn thấy cái ngón tay, cái tai con mình ngất xỉu, bán hết nhà bán cửa ra, đem tiền sang Campuchia để nộp chuộc về. Vấn đề còn lại, chúng tôi đã nhận tiền chuộc của mẹ anh rồi, anh có muốn về với mẹ hay không thì về. Cái đứa con đó về chắc mẹ đánh chết. Nó không tin rằng mẹ nó thương nó, nó nghĩ rằng mẹ nó chuộc nó về để lôi nó về để mà làm gì? Trừng phạt. Cái tội tán gia bại sản, cái tội không vâng lời. Cho nên nó không quay về vì nó không tin vào lòng thương xót của mẹ nó. Thì nó vẫn cứ làm nô lệ thôi. Nó có về hay không về thì mẹ nó vẫn trả giá để mà để sẵn đó. Đây này, mẹ anh đặt cọc rồi. Khi nào anh về thì anh nói tôi, ký giấy tôi cho anh như vậy. Em không dám về trong đại ca ơi, về chắc mẹ quấn chết đó mà ơi, tùy anh thôi. Nhưng mà nếu anh ở lại thì anh là phải tiếp tục làm thân phận nô lệ. Lựa chọn đi. Chúng ta ngày hôm nay cũng được tự do lựa chọn. Lòng thương xót Chúa đang lan tỏa, mà người ta không nhận lòng thương xót Chúa. Chúa đã thế thân, đã chuộc thân mà người ta không chịu. Nhưng mà Chúa vẫn cứ trung thành. Dù mình không trung thành, Chúa vẫn cứ trung thành. Dù mình lỗi ước quên thề, Chúa vẫn không bao giờ bội ước. Đã một lần hứa là giữ mãi. Giao ước muôn năm ngày nhớ mãi, giữ mãi. Máu và nước đã đổ ra một lần thay cho tất cả rồi. Này, mau quay về. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Nào về không về? Có tín thác vào lòng thương xót Chúa hay không? Có cả một mùa xuân thiên đường đang đợi chờ đấy. Nhưng mà ngày hôm nay người ta vẫn không tin. Người ta vẫn cứ chấp nhận làm thân nô lệ, thế thân, bán linh hồn cho ma quỷ. Bởi những đam mê tội lỗi, quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị. Phủ nhận lòng thương xót Chúa. Phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa. Mà chỉ tin vào quyền phép của ma quỷ, của sư dữ, của tiền bạc, của quyền lực thế gian. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở niêm phong vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Muôn người, mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân đã chuộc về rồi. Hơn thế nữa, nghe đây nè, lòng thương xót Chúa cỡ như thế này đây nè. Hơn thế nữa, Ngài làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Nếu mà họ phụng thờ Thiên Chúa thì họ lại làm chủ mặt đất này, lại lập lại trật tự Thiên Chúa, con người và vũ trụ. Nhưng mà rất tiếc con người ta vẫn không đón nhận. Vì thế mà Chúa mới phải nói với Thánh Nữ Faustina, hiện ra với Thánh Nữ Faustina tại Ba Lan năm 1931 đến năm 1937. Để giao cho Thánh Nữ Faustina một nhiệm vụ là loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Để người ta đón nhận lòng thương xót Chúa, một mục đích duy nhất để người ta được cứu. Vì Chúa đã đổ máu ra rửa sạch tội lỗi người ta rồi mà người ta không chấp nhận, không nhìn nhận. Cho nên, nay hãy đến với lòng thương xót Chúa đi, quên hết lo âu bận vướng đi. Đến với lòng thương xót Chúa đi. Tìm được chốn tựa nương đi. Người ta cứ bận vượn, bận bịu vướng víu vào những chuyện thế gian. Người ta vẫn tìm nương tựa nơi người thế gian. Mà Chúa bảo với Faustina rằng là con đừng tìm nương tựa nơi người thế gian. Cũng đừng tìm sự trợ giúp nơi quyền lực của bất cứ một mạnh quyền lực nào trên trần gian này.
bất cứ một quyền lực nào. Không. Nhưng mà người ta không tin. Chính vì thế mà mới chiến tranh, mới loạn lạc. Chính vì thế mà nước này mới đi chiếm nước kia. Chính vì thế mà người mới hại người, người ghen ghét, người ghen tị, người đố kỵ, đủ mọi thứ hết. Vì ta không nhìn nhận lòng thương xót của Chúa. Vì nếu người ta nhìn nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, thì người ta sẽ thể hiện lòng thương xót ấy ra bằng việc biết xót thương nhau. Họ đó là một dân tư tế, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa thôi. Mà phụng thờ Thiên Chúa thì Chúa cho mình làm chủ mặt đất này. Cho nên khi Đức Giê-xu đến trần gian, mặc với thân phận con người, người sinh ra trong một đất nước Do Thái, rồi lớn lên ở đó 30 năm, rồi 3 năm đi giảng đạo, đi loan báo tin mừng cứu độ, nhưng người ta không đón nhận. Người ta vẫn phủ nhận, không nhận Đức Giê-xu Kitô là con chiên Thiên Chúa đấng cứu độ trần gian. Cho nên Đức Giê-xu đến gần Jerusalem. Jerusalem là thủ đô của đất nước Do Thái, là trung tâm về mặt chính trị, văn hóa, tôn giáo. Và cái thành Jerusalem, đền thờ Jerusalem được xây một cách nguy nga, lộng lẫy, tốn kém, đồ sộ biết là chừng nào. Người ta hãnh diện vì cái đền thờ Jerusalem ấy. Nhưng trông thấy cái thành ấy thì Thiên Chúa khóc thương. Jerusalem ấy biểu tượng cho cả đất nước Do Thái. Jerusalem ấy bây giờ cũng biểu tượng cho cả thế giới này. Thế giới của những con người không đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa. Jerusalem, Jerusalem, phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Những gì đem lại bình an cho ngươi là chính lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói với Faustina rằng là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa. Ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Làm sao con người, làm sao thế giới này, nhân loại này có được bình an, là khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác. Nếu những lãnh đạo, những cường quốc trên thế giới mà họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tin thác thì sẽ không có những cuộc thế chiến. Những cuộc thế chiến xảy ra, cuộc chiến tranh trên thế giới xảy ra là do những cường quốc, những nước lớn này chống lại nước lớn kia. Họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa cho nên chẳng xót thương nhau. Còn nếu họ đón nhận lòng thương xót của Chúa thì họ sẽ xót thương nhau và không nỡ nào mà đem binh khí, đem lính tráng, đem bao nhiêu là vũ khí tôi tên đến mà tấn công, mà hủy diệt đất nước khác. Cũng là con người, cũng là anh em với mình. Tại sao có thể làm được điều đó? Thưa vì có đón nhận lòng thương xót Chúa đâu. Họ hạ cả những cây thánh giá trong nhà thờ mà. Họ cấm đạo, không tin vào đạo, không tin vào Chúa mà. Thì họ chỉ tin vào quyền lực của vũ khí, của tiền bạc, của sức mạnh thế gian này mà thôi. Cho nên ma quỷ nó đang thống trị họ mà họ không có biết. Chúa mới thương khóc. Ngày hôm nay Chúa cũng nhìn mỗi thành phố lớn trên thế giới. Chúa cũng nhìn mỗi một con người ta là những thành Jerusalem. Và Chúa khóc. Jerusalem hỡi, Trần Đình Long hỡi, Nguyễn Thị Hạnh hỡi, Mai Thị Mơ hỡi, vân vân và vân vân. Mỗi một người là một cái thành Jerusalem mà mỗi con người ấy không nhận ra những gì đem lại bình an cho họ. Họ cứ tưởng rằng có tiền, có quyền là bình an. Càng có quyền bao nhiêu, càng mất bình an bấy nhiêu. Đúng thế không? Tôi gặp mấy người hôm nay đến xin khấn, xin cầu nguyện. Cha anh của con làm tổng giám đốc, làm phó tổng giám đốc ngân hàng. Mà ngân hàng đó bây giờ đang bị sở gáy, đang bị thanh tra, lo lắm. Bảo với cái ông bảo vệ của cái ngân hàng đó, ông có lo, mà ông chẳng biết gì đâu mà ông lo. Chẳng biết gì đâu mà lo. Không làm bảo vệ chỗ này thì đi làm bảo vệ chỗ kia chẳng lo.
Mà càng tổng giám đốc bao nhiêu thì bây giờ đang lo sốt vó lên bấy nhiêu. Càng những người có nhiều tiền, có nhiều quyền bấy nhiêu thì càng đang lo sốt vó lên bấy nhiêu. Vì đồng tiền mình kiếm được nó càng nhiều bao nhiêu thì khó mà minh chứng được cái nguồn gốc chân chính của nó lắm. Nếu làm ăn chân chính làm sao giàu cỡ này được. Cho nên lo. Cho nên có tiền đâu đem lại bình an. Ngươi nhận biết những gì đem lại bình an cho ngươi phải chi giá mà. Mà ngươi nghĩ rằng là có tiền, có quyền thì bình an bây giờ đang lo đấy. Ngươi nghĩ rằng danh vọng, chức tước địa vị, bây giờ càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan. Thuyền lớn thì sóng lớn. Cặp vợ chồng đến khóc. Con ở dưới miền Tây lên. Ngày xưa con đến giáo điểm tin mừng con cầu nguyện. Gia đình con được bình an. Chồng đau bệnh. Không có đạo. Vợ có đạo. Lúc chồng đưa ảnh Đức Mẹ ra. Lúc mà bệnh nặng sắp chết rồi. Khấn Đức Mẹ. Được Đức Mẹ chữa lành khỏi bệnh. Rồi sau đó xin gì cũng được đấy. Chồng quyết định là theo đạo. Rửa tội rồi hai vợ chồng làm giáo viên. Rồi bắt đầu học lên. Lấy cử nhân rồi lấy thạc sĩ. Lên như thế. À, được bao nhiêu ơn của Chúa thì lại cũng không nhận. Biết đấy là ơn lòng thương xót Chúa. Lúc đến giáo điểm tin mừng cầu khấn. Đến lòng thương Chúa được ơn nhưng mà sau đó chúng con quên mất. Lao vào kiếm tiền. Lao vào đi học. Chức tước địa vị. Cuối cùng nợ nần. Vì làm ăn mà. Cứ đi mượn lãi mẹ đẻ lãi con cứ như thế. Cứ nghĩ rằng là đang làm ăn lớn thì sẽ có bỏ tiền đầu tư nhiều hơn thì lời hơn. Mà cuối cùng đùng một phát thất bại là mất hết cả vốn lẫn lời. Bây giờ dì giang hồ dí có hai đứa con đẹp dễ thương như thế. Tính là bỏ trốn rồi đi tìm đường quyên sinh vân vân và vân vân. Tôi nói rồi sao tìm đến đây bảo con đến khấn Đức Mẹ. Cô gặp một cô tên là Mai bên Mỹ về. Cô cho địa chỉ, cô cho cuốn sách máy. Nói đến với cha thì con tìm đến với cha. 3 năm nay tìm không gặp, bìa mới gặp. Tôi nói giá mà cứ sống như thời đến với lòng thương xót Chúa. Hai vợ chồng đón nhận Chúa rồi tạ ơn Chúa và sống bình thản, bình an với những gì đang có. Mình là giáo viên thì hãy giữ được cái nghiệp giáo viên đi. Rồi học lên thì cho trau dồi kiến thức, cái nghề của mình đi. Mình đi chạy đi tìm sang kinh doanh. Rồi có phải vì ham tiền không? Dạ thưa cha, tại này, tại nọ, tại kia. Bảo đừng có tại gì hết. Hãy đứng được tại mình đi. Tại mình ham, tham quá. Muốn lời lời nhiều hơn. Vay cả bạc tỷ bây giờ không có mà trả. Đó, con người ta nghĩ là mình có tiền thì mình sẽ được bình an. Nhưng mà càng có tiền nhiều bao nhiêu thì càng mất bình an. Càng có quyền thì bao nhiêu thì mất bình an. Cho nên ước gì ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng điều ấy còn bị che khuất mắt ngươi không thấy được. Vì mắt ngươi bị tiền nó che, bị quyền nó che, bị danh vọng, chức tước địa vị nó che hết rồi. Không thấy được lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên sẽ tới những ngày quân thủ đắp lũy chung quanh bao vây công hãm ngươi tư bề. Chúa sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi đang ở giữa ngươi. Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Giờ của lòng thương xót. Chúa đang thể hiện trên thế giới này. Không nhận ra giờ của lòng thương xót. Giờ mà Thiên Chúa viếng thăm. Chúa đến viếng thăm con người. Chúa thể hiện lòng thương xót với con người. Chúa khao khát con người đón nhận lòng thương xót Chúa để được cứu độ. Mà họ không đón nhận. Chúa nói, tao càng vui mừng biết bao nhiêu khi càng nhiều người đón nhận lòng thương xót của ta. Ta gõ cửa. Họ mở cửa thì ta vào. Ta đổ tràn ơn phúc lòng thương xót của ta. Đem bình an xuống cho người ta mà người ta không chịu, không đón nhận. Người ta chỉ đi tìm tiền thôi, quyền thôi, danh vọng thôi. Và bây giờ, khi mất hết tất cả họ mới quay về. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Vì ngươi không nhận biết thời giờ ngươi được viếng thăm. Mỗi người chúng ta hãy trở thành những người đi loan báo cho người khác đi. Giờ Thiên Chúa viếng thăm. Giờ của lòng thương xót. Đừng để giờ của sự công bằng Chúa ra tay. Mời anh chị em cùng đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng mở trang 9. Sách Kinh Nguyện Lòng Thương Xót.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tình yêu thánh tâm tràn đầy yêu thương lửa mến, cho người thế gian tìm đến thờ kính tôn vinh. Vinh danh thánh tâm là Chúa ngôi hai tình yêu, đến muôn muôn đời Chúa hằng yêu thương. Tình yêu thánh yêu con yêu rất âm thầm, luôn yêu con chan chứa vô ngần. Tình yêu thánh tâm luôn yêu con năm tháng diệu êm, luôn yêu con không bờ không bến. Thánh tâm Chúa nhân hiền xoa dịu bao nỗi oan khiên. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 17 tháng 11, Thánh nữ Elizabeth Hungary. Ông mẹ một màu ngát xanh, như mây trời che cơn nắng hạ. Ông mẹ một màu ngát xanh, cho đời con thêm hy vọng sống. Ông mẹ mở rộng thánh thương, đoàn con qua cơn giá lạnh. Ông mẹ như dòng sông xanh, đưa đoàn con xuôi bên về nguồn. Dưới ông mẹ, đoàn con dâng lời ca tụng, dâng câu kinh bằng Chúa yêu mến. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 17 tháng 11, Thánh nữ Elizabeth Hungary. Elizabeth sinh năm 1207, là con vua Andre thứ hai nước Hungary. Ngài đã được hưởng giàu sang chức tước ở đời, nhưng cũng gặp nhiều gian nan thử thách. Lên 4 tuổi, theo phong tục thời đó, Elizabeth đã được cha mẹ đính hôn với hoàng tử Louis miền Thuringia. Em bé 4 tuổi mặc áo nhung đeo vàng. Người ta dẫn tới Thuringia được đính hôn với hoàng tử Louis 11 tuổi. Là con của Lagrave miền Thuringia. Và theo thói thường, ngài lớn lên tại cung điện Thuringia. Elizabeth xem ra đã được tiền định với niềm vui, được cầu nguyện hãm mình và mỗi ngày hy sinh một điều thích thú. Nếu trong cuộc chơi mà thành công rực rỡ, ngài không quá vui và ngừng lại.
Một phần những cái người ta cho Elizabeth thường là tới tay người nghèo. Rồi ngài sớm thấy một đau khổ khác. Không phải mọi người đều vui lòng khi thấy ngài lớn lên trong đạo đức tốt lành và quảng đại như vậy. Hoàng hậu Sophia, mẹ của Louis, tức giận vì sự hoàn thiện này. Khi bà dẫn Elizabeth cùng với cô con gái mình tới nhà thờ, cả hai trang điểm như công chúa, thì Elizabeth lại cởi vương miện bằng đá ra mà nói không muốn mang nó đến trước Thiên Chúa phải đội mạo gai. Thế là Hoàng hậu Sophia và con bà khinh bỉ và tuyên bố rằng Elizabeth không xứng đáng để làm vợ của bá tước. Nhưng khi Louis trở lại triều đình, chàng lại ngây ngất vì vị hôn thê trẻ của mình. Chàng chọn làm châm ngôn những đức tính, đạo đức trong sạch và công bình. Đạo đức trong sạch và công bình. Chàng đã cử hành hôn phối sớm hết sức có thể, lúc chàng 20 tuổi và nàng 14 tuổi. Hai vợ chồng sống chung thật hạnh phúc, chung lý tưởng bác ái yêu người. Năm sau họ có con đầu lòng và 2 năm sau nữa sinh đứa con thứ hai. Các đầy tớ của Elizabeth nói về cô như sau: bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện. Ngày sống của nữ bá tước được dành cho công việc cầu nguyện, làm việc bác ái cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo, sau đó rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu trợ. Louis là một hiệp sĩ hào hùng, rất lịch thiệp, là bạn trung thành, nâng đỡ Elizabeth trong đường thánh thiện. Ông yêu người vợ không những có khuôn mặt khả ái, mà còn có một trái tim, một tâm hồn dịu dàng. Người ta thích kể lại một huyền thoại làm đẹp cuộc đời của thánh nữ Elizabeth như sau. Vào một ngày mùa đông, Louis đi săn về, gặp vợ đang cong mình dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông mới hỏi: này, em mang cái gì đó? Nàng phân vân, tiếp đến mở áo choàng ra. Thay vì thấy những đồ ăn ở trong đó thì ông chỉ thấy toàn những bó hoa hồng trắng rất xinh đẹp, không mùa xuân nào có được. Vị bá tước xúc động vì phép lạ, ông càng yêu ái người vợ lý tưởng của mình hơn nữa. Còn chính Elizabeth thì gia tăng việc bác ái. Ngài săn sóc các bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương. Vào một ngày thứ năm tuần thánh, Elizabeth đã hôn chân các người cùi ngài tập hợp lại. Dưới những chiếc áo sang trọng, Elizabeth giấu một chiếc áo nhọc, không ai nghi ngờ sự khắc khổ của ngài. Isentrut, người đầy tớ theo ngài có nhiệm vụ đánh thức ngài ban đêm để ngài dậy mà cầu nguyện, đã làm chứng rằng ngài hoàn thành những công trình bác ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt. Còn chính Elizabeth đã nói về những người nhân đức mà mặt mày ủ rột như sau: họ có vẻ muốn làm khiếp đảm Thiên Chúa nhân lành, trong khi ngài yêu thích những kẻ cho một cách vui tươi. Elizabeth rất thương người nghèo khổ bệnh tật, ngài thương yêu chăm sóc họ như lo cho Chúa. Có thể nói ngài coi họ như Chúa Giêsu. Chính linh mục Conrado là cha linh hướng của ngài đã làm chứng như sau: Elizabeth bắt đầu nổi tiếng nhân đức. Suốt đời bà là người an ủi những người nghèo khó, nhưng bây giờ bà hoàn toàn trở thành vị cứu tinh của những kẻ đói ăn. Bà ra lệnh xây cất một bệnh viện gần lâu đài của mình. Tại đó, bà đón nhận nhiều người đau khổ và tàn tật.
Bà làm việc từ thiện một cách quảng đại đối với tất cả những người đến xin bố thí ở đây cũng như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà. Bà cũng phát hết hòa lợi cho bốn hầu quốc của chồng. Bà quảng đại đến nỗi sau cùng phải bán cả trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo. Bà có thói quen mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều, đích thân thăm các bệnh nhân, đích thân chăm sóc những người bệnh ghê tởm nhất trong bọn họ, cho họ ăn, giúp họ ngủ, cùng họ đi, cùng làm nhiều việc nhân đức khác. Tất cả những việc này không làm phật lòng chồng bà chút nào. Ông cũng là người đáng ghi nhớ. Trong số những người bệnh tật, Elizabeth thương mến những người bệnh phong cùi hơn hết. Hàng ngày, Elizabeth chăm sóc họ, lau rửa các vết lở loét cho họ. Ngài chăm sóc cách riêng một trẻ bị phong cùi trong nhà, đặt nằm ngay trên giường của ngài. Louise phải ra trận. Đây là lúc nữ bá tước đau đớn nhất và tăng thêm lời cầu nguyện cùng những hy sinh đánh tội. Thánh nữ rất thường bối rối, lo sợ, bất chắc mà lãnh chúa có thể gặp phải. Gặp buổi đói ăn, thánh nữ nhiệt thành nâng đỡ người nghèo, phân phát hết lúa gạo dự trữ. Ngài hy sinh cả nữ trang và đá quý của mình. Elizabeth thiết lập những nhà thương. Dân chúng gọi ngài là mẹ. Khi chồng trở về, Elizabeth cười nói, em đã dâng cho Thiên Chúa những cái thuộc về Ngài và xin Ngài bảo vệ những của cải của chúng ta rồi. Đã đến lúc những thử thách lớn lao đưa Elizabeth tới đỉnh cao thánh thiện. Chúa thường cho những kẻ người thương được vác khổ giá với người để nên giống người hơn, nhất là để họ được thông phần vinh hiển với người. Năm 1227, chồng của Elizabeth đi chiến đấu bảo vệ thánh địa và đạo binh thánh giá đã bị tử trận. Nghe tin như sét đánh, Elizabeth như muốn điên lên. Vài ngày sau, thánh nữ sinh hạ đứa con thứ ba. Chồng mới qua đời, sinh đứa con thứ ba. Ngài như điên lên vì đau đớn. Nhưng Elizabeth đã chứng tỏ lòng can đảm từ bỏ mà thánh nữ đã tập từ thuở thiếu thời. Đau khổ mất chồng chưa kịp nguôi thì gian nan khác lại dồn dập chút xuống. Người em trai của chồng Elizabeth lên chiếm ngôi vua, đuổi Elizabeth và các con ra khỏi hoàng cung, lại cấm dân chúng không được cho ngài trú ngụ nữa. Giữa mùa đông lạnh lẽo, với 2 người con dại níu bên tay, bà dẫn con đi lang thang rầy đây mai đó, trên những nẻo đường sỏi đá, tá túc trong chuồng heo cũ, và đã biết khốn cực nhục nhã ê chề là gì. Hàng ngày bà hoàng ấy bây giờ phải đi ăn xin để nuôi con. Khốn khổ tột cùng, nhưng thánh nữ vẫn một lòng tin tưởng phó thác, chấp nhận hy sinh, sẵn lòng vâng theo thánh ý Chúa. Ngài vẫn cảm tạ Chúa đã bóc lột ngài như thế. Và trong một nguyện đường các anh em hiền mọn, Elizabeth đã đặt tay lên bàn thờ thầy hứa từ bỏ tất cả. Xong, Chúa không bỏ kẻ kiên tâm vững dạ trông cậy người. Khi đoàn thập tự trinh về, họ bắt buộc em chồng ngài phải trả ngôi vua cho cháu là con của ngài. Thế là thánh nữ được khải hoàn trở lại hoàng cung. Triều thần đón rước long trọng, dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Elizabeth không màng. Không màng tới bả danh vọng phù hoa đó. Ngài từ bỏ tất cả
đến sống trong một căn nhà lụp sụp gần tu viện Thánh Phanxicô và xin nhập dòng Ba, sống trọn đời hy sinh vì Chúa, vì người nghèo. Cậu của ngài là giám mục miền Bamberg rất muốn Elizabeth tái giá và còn gọi ngài tới lâu đài Hôte Francoise, nơi các xương cốt của chồng ngài, nơi đặt các xương cốt của chồng ngài. Khi nhận xương cốt của chồng, Elizabeth dâng lời nguyện vâng phục và tạ ơn Thiên Chúa như sau: Lạy Chúa, đây là người con yêu biết bao, nhưng Chúa biết con không hối tiếc việc hy sinh người yêu của con cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa, con cũng hiến dâng anh cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được, con cho cả thế giới này để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nếu được, con cho cả thế giới này để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nhưng con xin rằng, nếu trái với ý Chúa, con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh cả đến sợi tóc đi nữa. Nguyện ý Chúa thành sự trong chúng con. Người quá phụ trẻ không muốn có phần gì đối với vinh hoa trần thế nữa. Bà mặc áo dòng Ba Phanxicô và dùng tiền của chồng để lại để điều hành một nhà thương, là nơi bà ngồi ăn chung với các bệnh nhân nghèo khó. Sau cùng, bà ở trong một ngôi nhà bằng cây vách đất. Bà dệt vải để nuôi thân và chịu những hy sinh cực khổ hơn nữa. Cha giải tội của ngài là Conrad thấy sự dịu hiền của Elizabeth tạo nên cảm tình với hai người bạn từ hồi trẻ và nay đang theo ngài, nên không cho ngài giữ họ gần bên mình nữa. Thay vào đó là một đứa trẻ vô giáo dục và một bà già điếc lác khó chịu. Hai người, một đứa trẻ vô giáo dục, một bà già điếc lác khó chịu. Elizabeth đối xử với họ một cách âu yếm như với bạn bè và giành lấy những công việc gớm ghiếc nhất. Một đứa trẻ bất toại ngày săn sóc bắt Elizabeth thức dậy mỗi đêm 6 lần và chính ngài phải giặt giũ quần áo hôi hám của nó. Khi đứa trẻ chết, ngài thay vào đó một đứa trẻ phong côi và nói: Tôi đang cởi dây giày cho em. Đối với tôi, Chúa Giêsu đang ở vào vị trí của em. Đứa trẻ chết, thêm một người bị chứng tóc sống ở bên ngài. Bị chứng tóc sống ở bên ngài. Vị hướng dẫn còn dùng đến những cư xử nghiệt ngã lạ lùng. Nhà chấp sự nói rằng, ông ta có thể đánh vào mặt ngài, nhưng thánh nữ đủ mạnh để chịu đựng như một người đang chiêm niệm. Elizabeth qua những giờ ngây ngất và nét mặt trở nên rực sáng. Nhưng Elizabeth yếu dần và qua đời lúc mới 24 tuổi. Như lời cha linh hướng của ngài nói, trong lúc bà chết, tôi đã giải tội cho bà. Tôi hỏi bà định thế nào về số tài sản và bất động sản của bà. Bà trả lời, phân phát tất cả cho họ, trừ chiếc áo dài tồi tàn mà bà vẫn mặc. Và bà muốn khâm liệm với chiếc áo dài tồi tàn đó. Sắp đặt hết mọi việc, bà năng nói về những điều hay nhất mà bà nghe được trong bài giảng. Rồi rất sốt sáng, bà phó thác mọi người xung quanh cho Chúa và chút hơi thở cuối cùng cách êm ái như ngủ vậy. Đó là ngày 17 tháng 11, 1231, lúc mới 24 tuổi. Từng đoàn người lũ lượt hành hương kính viếng mộ Elizabeth và có rất nhiều phép lạ đã xảy ra tại đó. 4 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã tôn phong Elizabeth lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em, qua câu chuyện của nữ hoàng Elizabeth, chúng ta thấy
một người quá là hy sinh, quá sức hy sinh. Đọc xong tôi cũng không thể tưởng tượng nổi làm sao Elizabeth có thể làm được những công việc như vậy. Từ một đỉnh vinh quang của một bà hoàng, giàu có, quyền uy, kẻ hầu người hạ như thế, mà cúi xuống tận đất đen để phục vụ những người phong củi, những người nghèo khổ nhất. Từ một vị trí đầy quyền thế như vậy mà lại trở thành một người đi ăn xin lang thang với hai đứa con trên tay. Không ai được phép cho cư ngụ, phải đi ăn xin, phải đi lang thang như thế, rồi lại được trở về vị trí quyền uy như cũ, nhưng lại từ bỏ hết tất cả, sống trong một cái nhà tồi tàn, rồi phục vụ những người đã bệnh, nhưng mà còn bệnh nặng nhất, bệnh ghê gớm nhất là bệnh phong củi. Rồi còn bị hành hạ lại cho những người mà khó tính nhất đến với mình, những người bị bệnh biếc lác, rồi cái người bị bệnh chứng tóc, rồi phải giật rũ chăm sóc cho họ, ghê gớm nhất, ghê tởm nhất. Cứ vui vẻ mà làm, mà còn nói rằng là câu này, những bạn thiện nguyện tín thác, những bạn tông đồ lòng thương xót Chúa đi phục vụ, hãy nhớ Elizabeth nói về những người nhân đức mà mặt mày ủ rột, họ có vẻ muốn làm khiếp đảm Thiên Chúa nhân lành. Khi ta cầu nguyện, khi ta đi phục vụ mà mặt ta cứ nhăn nhăn nhó nhó, Elizabeth nói ta làm cho Thiên Chúa nhân lành phải khiếp đảm bởi những bộ mặt ủ rột, nhăn nhó, cầu có, khó chịu của ta. Trong khi Thiên Chúa yêu thích những kẻ cho đi một cách vui tươi. Cách cho không, cái của cho không bằng cái cách cho. Cái cách mà mình phục vụ, phục vụ với nét mặt vui tươi, với tâm hồn thanh thản. Còn đôi khi chúng ta cũng đi phục vụ đấy, nhưng mà có khi vì việc nhiều quá, ta dễ cau gắt, nóng nảy, khó chịu với những người mà ta đang phục vụ. Vì nhiều việc quá, vì không đủ thời giờ, cho nên ta dễ bị cau gắt, và tôi là một trong những người mắc phạm như thế. Mình thích giải quyết mọi chuyện cho nó nhanh, vừa thấy người ta đến lộn xộn là mình dễ cáu gắt, khó chịu. Trong khi Chúa yêu thích những kẻ phục vụ, những kẻ cho đi một cách vui tươi. Đó. Nên thánh là khác với những người mà không thánh là chỗ đó, thưa anh chị em. Cũng công việc đó, nhưng mà cái cách mình làm, một người thì làm một cách vui tươi, còn người khác thì làm một cách cau có. Thì khi mình cau có, mình khó chịu như vậy, chẳng còn công linh gì trước mặt Chúa, và những người được phục vụ cũng không cảm nhận được bàn tay Thiên Chúa đang chăm sóc họ, nhưng mà chỉ như một người đầy quyền thế, chỉ như một người trên rót xuống rồi ra lệnh rồi truyền đạt cho người dưới mà thôi. Rồi cái thứ hai nữa là khi gặp hoàn cảnh nào, lúc ở đỉnh vinh quang cũng như xuống tận đất đen đấy của vực thẳm, Elizabeth vẫn một lòng lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Đó. Khó lắm. Mình lên đỉnh cao mình cũng dễ quên Chúa, mà mình xuống tận đấy mình cũng muốn bỏ Chúa. Chúa ơi, Chúa đâu rồi mà Chúa để con như thế này? Lên đỉnh cao thì con đâu cần Chúa nữa. Cho nên lời cầu nguyện trong Kinh Thánh là đừng để con quá giàu để con quên mất Chúa. Đừng để con quá nghèo để con bỏ Chúa. Mà đây một người quá giàu, rất giàu và cũng rất nghèo, vẫn luôn luôn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Giàu cũng không quên Chúa, mà nghèo cũng không bỏ Chúa. Giàu nghèo vẫn luôn vâng theo thánh ý Chúa. Chúa để cho bất cứ hoàn cảnh gì xảy ra cũng vẫn sẵn sàng chấp nhận. Mặc dù yêu chồng như thế đó, có thể đổ hết tất cả thế giới này để lấy người chồng, rồi hai vợ chồng đi ăn xin cũng được. Nhưng nếu đó không phải là ý Chúa thì một sợi tóc của chồng con cũng không muốn giữ. Chúa lấy cả mạng sống của chồng cũng xin dâng hiến tất cả.
Mặc dù đau khổ muốn điên lên, đau khổ muốn điên lên, nhục nhã như thế. Đọc tiểu sử của Elizabeth Hungary, đọc đi đọc lại, tôi cứ vẫn cứ hỏi là tại sao chứ bà ấy có thể chịu được. Mà đâu phải là một người đàn bà thép gì đâu, một cô thiếu nữ qua đời 24 tuổi, bằng tuổi với Teresa Hải Đồng Giê-xu mà. Lên đỉnh cao và cũng xuống tận đất bùn đen, vẫn lệnh Chúa Giê-xu còn tín thác vào Chúa. Xin cho mỗi một người chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, nhất là các bạn đang tham gia vào các nhóm thiện nguyện, thiện nguyện tín thác, hay là khát vọng lòng thương xót, hay là các bạn volunteer thiện nguyện vào các nhóm nào khác để đi phục vụ, thì hãy luôn nhớ Chúa yêu thích những kẻ cho đi, những kẻ phục vụ một cách vui tươi. Amen. Mẹ một màu ngát xanh, con nương tựa dâng lên cõi lòng. Áo mẹ một màu ngát xanh, bao bọc con qua cơn khủng hoảng. Áo mẹ một màu yêu thương, cho đoàn con yên vui sớm chiều. Áo mẹ như vầng trăng thanh, đưa đoàn con qua bên mịt mùng. Dưới áo mẹ, đoàn con dâng lời ca tụng. Bằng Chúa in mân côi tự tin, dưới áo mẹ đàn con hân hoan sống vui. Bằng cầu kinh mùa vui mùa sáng mùa thương mùa mưa. Sống đúng, sống đẹp. Thứ năm 17 tháng 11 2022, chuyện xưa tích cũ, sự tích còn kiến. Ngày xưa ở một làng nọ, có anh chàng họ Dương, tính tình rất ích kỷ và lười biếng. Tối ngày chỉ rong chơi đây đó, la cà tới những nơi đình đám để kiếm miếng ăn. Lúc cha mẹ còn sống, anh còn có nơi nương tựa. Đến khi mà cha mẹ mất đi thì anh lâm cảnh khốn cùng. Thế anh chàng tuổi còn trẻ, sức còn khỏe mà không lo chuyện học hành, cũng chẳng chịu làm lụng gì để mà nuôi thân. Dân làng nhiều lần lựa lời khuyên nhủ: cháu ơi, thân trai sức dài vai rộng, cứ ăn không ngồi rồi nó hư thân đi, nhàn cư vi bất thiện đây cháu à. Cháu coi mấy đứa bạn, đứa nào nó cũng chịu khó làm lũng, làm vất vả mới có mà ăn. Tay làm thì hàm nhai, tay quay thì hàm trễ. Cứ lêu lỏng như cháu thì ế vợ thôi. Tu cũng chẳng ai nhận, lười như thế này thì tu cái gì. Lấy vợ, vợ nó cũng chẳng ưa đâu. Thôi chịu khó nha, lo mà làm ăn đi. Cứ suốt ngày lêu lỏng cả kê dê ngỗng mãi, hư thân mất nết đi cháu nha. Thế nhưng anh ta phớt lờ và bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của mọi người, khiến cho cả làng rất khinh ghét và coi thường anh. Anh biết rằng mọi người không ưa gì mình, nhưng mỗi khi gần đến bữa ăn thì anh ta lại lân la tới nhà một người hàng xóm láng giềng nào đó, kiếm câu chuyện làm quà, rồi xa vào mâm cơm như là đang ở nhà mình vậy.
Ồ, bác khỏe không bác? Lâu lắm mới gặp bác. Cái này sao? Tới giờ cơm cháu không biết đi đâu giờ, đang bận quá, thôi tiện để cháu ăn cơm với bác cho nó vui. Thì anh ta cứ chờ chẽn như vậy. Lâu dần, mỗi khi nhà ai đang bữa cơm mà thấy anh ta xuất hiện là mọi người khó chịu ra mặt. Cái thằng Dương đến kìa rồi kìa, mày ra mày đóng cửa vào, mày đậy nồi cơm vào. Cái thằng đó là cái thằng mà nó chơi mặt lắm. Nó đến là chỉ kiếm miếng ăn, lười như hối. Người ta đồn nhau, khiến cho anh chàng không còn một nơi nào để có thể ăn trực được nữa. Cuối cùng, anh phải bỏ làng mà đi nơi khác sinh sống. Anh ta đi lang thang khắp nơi để kiếm ăn bằng nghề hành khất. Thế nhưng anh ta đi đến đâu người ta cũng chề môi và bảo: thanh niên, sức dài vai rộng, nhìn dáng còn khỏe hơn châu thế kia, mà sao lại không chịu kiếm việc gì mà làm? Đừng có cho nó. Người khác cũng liếc xéo rồi bảo: úi giời ơi, nhìn là biết rồi, lười chảy ra đồ lười biếng, không biết nhục. Rồi một ngày kia, khi anh ta đã đi mỏi chân mà vẫn không kiếm được miếng gì bỏ vào mồm, vì quá đói và khát, anh ta mệt lả và ngã quỵ xuống bất tỉnh bên vệ đường. Trong cơn mê man, anh ta thấy trước mắt tự nhiên hiện ra một cái ngọn núi chất đầy vàng óng ánh. Wow! Wow! Vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, anh ta định chạy đến hốt vàng, thì bỗng nghe một tiếng quát vang rền như sấm: "Hey! Tỉnh kia! Thật là to gan! Ở đâu tới đây mà dám ngang nhiên lấy vàng của ta? Ngươi không biết ta là vị thần cai quản núi vàng này hay sao?" Anh chàng họ Dương hốt hoảng nhìn lên thì thấy một cụ già dáng điệu hiền từ nhân hậu. Anh ta liền khóc lóc than van kể lể hết sự tình khốn khổ của mình ra: "Cụ ơi, con làm lụng vất vả suốt ngày mà chẳng có gì ăn cả. Con đi làm việc hết chỗ này đến chỗ khác, người ta bóc lột sức lao động của con, có cho con ăn uống gì đâu. Con đi làm chứ con có ngồi chơi đâu. Khổ quá. Cụ ơi, cụ thương con. Cụ có cái gì cho con làm con ăn, không làm mà ăn thì càng tốt cụ ơi." Vị thần nghe xong thì động lòng nhân từ liền bảo: "Ồ vậy à con, tội nghiệp con quá. Thôi được, ta sẽ giúp con. Nhưng con nhớ nha, ta giúp con với điều kiện là khi con giàu sang rồi, con sẽ phải biết xử sự như thế nào. Hôm nay ta thương xót con, thì sau này con cũng phải biết xót thương những người khác. Nghe rõ không con?" Anh ta hớn hở nói: "Ồ, con nguyện với lòng nhân từ đối xử với mọi người. Con sẽ thương xót hết mọi người. Người ta không thương con cũng xót họ. Người ta không xót con cũng thương họ. Con giúp hết những người nghèo khó." Nhìn anh ta một lúc, vị thần nói tiếp: "Ta cũng tạm tin lời của con. Vậy thì ta cho phép con muốn lấy bao nhiêu vàng thì lấy. Nhưng con phải thề độc với ta rằng nếu con giàu sang, con không bao giờ được hắt hủi khinh chê người nghèo.
mà con phải biết xót thương họ như ta đang xót thương con. Con có dám thề như thế không? Ô, vâng, con xin thề. Nếu mà con hất hủi hay con khinh chê người nghèo, con không xót thương người nghèo như thần xót thương con, thì con sẽ bị hóa thành loài sâu bọ, phải tự đi kiếm ăn và bị người đời ghét bỏ, lúc nào cũng chui rúc trong khe vách chân tường. Con hứa, con thề, con thề, con thề, con thề. Thần nghe vậy liền trao cho anh chàng họ Dương một cái túi và xô anh chàng xuống núi. Anh ta giật mình tỉnh giấc, thấy trong tay mình đang nắm một túi đầy vàng ắp thì mừng rỡ khôn xiết. Ô vàng ơi, vàng ơi vàng, vàng ơi vàng, ta giàu rồi, ta giàu rồi, không phải làm mà vẫn có mà ăn. Sau khi có túi vàng, anh chàng họ Dương quay về làng cũ, tậu đất, cất nhà và trở nên một đại gia, một tay giàu có không ai sánh được. Và cũng kể từ ngày ấy, anh ta có đời sống xa hoa. Những người trước kia hay khuyên nhủ anh phải học hành hay làm lụng gì đó, nay những người mà lên mặt dạy đời anh bây giờ trở thành kẻ thù của anh. Anh phải làm mọi cách để làm nhục họ vì họ đã dám lên mặt dạy đời anh. Bên cạnh đó, dù nay đã giàu có rồi, nhưng anh chàng họ Dương vẫn có cái tật ích kỷ, tham lam, keo bật như xưa. Không một kẻ nghèo nào, kẻ hèn nào, người đói rách nào có thể giao du được với anh ta. Không một kẻ ăn mày nào đến xin ăn mà không bị anh ta xua đuổi. Bây giờ anh ta trở thành đại gia rồi, đi xe hơi, chơi với đại gia thôi, ăn những tiệc linh đình thôi. Anh ta quên hết cái quá khứ của mình, anh ta muốn xóa hết cái quá khứ đó, không muốn nhắc đến và không cho phép ai nhắc đến, nhắc lại cái quá khứ đen tối, nghèo hèn, bần cùng của mình. Anh là sâu bọ lên làm người. Anh bây giờ trưởng giả học làm sang, cũng tập tành đi giày, cũng tập tành mặc áo vest, rồi uống rượu Tây, rồi giao du với các đấng, các bậc, những người vị vọng, ra cái vẻ ta đây lắm. Rồi đi đâu cũng khoe là ta đi quen với đấng này, với bậc kia, với bậc vị vọng nọ, với chức sắc này, chức sắc kia. Người nghèo thì anh ta chả hề rót ra với một đồng, nhưng mà anh ta dâng cúng hết đền này đến thờ nọ để ghi tên anh ta vào bảng vàng, vào bia đá, ghi tên anh ta vào tượng đài này, vào đền thờ nọ. Và đi đâu anh ta cũng vinh vang, súng sính, hãnh diện, ngồi ở cái ghế ân nhân, ngồi ở cái ghế nhà tài trợ, ngồi ở ghế mạnh thường quân. Và anh ta cứ vinh vinh váo váo. Những đứa ngày xưa mà anh ta ăn mày, anh ta ăn xin nó không cho, thì bây giờ anh ta cũng không cho. Mà không những vậy, anh ta cũng chẳng biết xót, chẳng biết thương ai. Dường như anh ta đã quên mất lời thề độc. Dường như vậy. Một hôm, có một lão ăn mày mình mẩy lở loét, áo quần rách rưới đến xin ăn. Anh chàng họ Dương chẳng nói chẳng rằng, xua chó đuổi đi. Nhưng lão ăn mày vẫn ngồi lì trước cửa không chịu đi. Anh chàng thấy thế thì giận lắm. Anh ta nghĩ bụng, nhà mình đẹp đẽ, sang trọng thế này, biệt phủ thế này, đảo kim cương thế này, mà bị một lão già hôi hám, dơ giấy, bẩn thỉu thế kia ngồi ngay lối vào thì ai mà chấp nhận được cơ chứ. Phải tiếp những cái đấng bậc
bậc vị vọng, chức sắc, quyền thế, đạo đời chơi hết. Mình có tiền rồi, ai chẳng đến cậy nhờ mình, ai chẳng đến xin mình. Ngày xưa mình không có tiền, họ coi thường. Bây giờ có tiền là ai cũng nâng mình lên. Họ cũng có hơn gì mình đâu. Mình cho họ nhưng mà mình coi thường họ. Họ cứ phải quỵ lụy mình. Bây giờ thì ơi xin ông Mạnh Thường Quân, nhà tài trợ, đại ân nhân. Ngày xưa thì cái thằng này, bây giờ thì nâng mình lên đại ân nhân. À, không, không cho những đứa nhà nghèo, chỉ những người có chức có quyền, chức sắc vị vọng đến thì tiếp. Mình ngon yên tiếp với đứa nghèo thì còn ra cái hệ thống gì. Cái lão già kia mình chơi với nó thì người ta bảo mình cũng giống như nó à. Phải chơi với các đấng bậc thì người ta mới trọng mình chứ. Cho nên anh ta hầm hầm xông sáo sách gậy là đánh đuổi cái ông già đó, anh mày đi. Nhưng khi anh ta vừa đưa cây gậy lên thì lão ăn mày đã biến đâu mất. Chỉ thấy trước mặt anh ta sừng sững vị thần trên núi ngày xưa. Anh chàng họ Dương khiếp sợ, chưa kịp hở môi thì vị thần đã đùng đùng đổi dậy hét to: "Ngươi thật là đứa bạc ác, ngươi không còn nhớ lời thề khi xưa với ta nữa à? Hả? Còn nhớ ngày xưa ngươi thề gì với ta không? Ngươi thề là phải thương xót người khác như ta thương xót ngươi. Vậy mà bây giờ ngươi không hề xót thương những người khác. Người nghèo cần xót thương thì ngươi không xót thương. Những người có chức, có quyền, chức sắc, vị vọng thì cần gì ngươi thương xót, mà ngươi cứ cho những người đó mà lại không cho người nghèo là sao?" Anh chàng họ Dương mặt xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp van xin thần tha tội: "Xin thần thương tha thứ, tha lại cho con. Vì họ đến, họ nói hay quá, con thích quá. Họ gọi con là đại ân nhân, họ cho con là nhà tài trợ, họ ghi tên vào bảng vàng thì tội gì mà con không tiếp họ cơ chứ. Còn những người nghèo kia thì nó dơ dẫy, nó bẩn thỉu, con quên mất, con quên lời thề xưa. Thôi thôi, cho con làm lại, con hứa từ bây giờ trở đi những cái người mà gọi con là đại ân nhân thì con cho nó ra rìa hết. Những người mà rước con mà tết nhất mà cứ đến nhà từ chúc tết để nhận cái bao lì xì của con thì con cho con xì cho nó, chó cắn nó không có lì xì cho nó nữa." Vì ngày xưa lúc anh ấy giàu có, cứ mùng một tết là những người chức sắc cứ xếp hàng đến chúc tết anh ấy. Rồi ngày giỗ, ngày chạp, ngày sinh nhật, ngày gì gì của anh. Ngày xưa anh có biết sinh nhật là cái gì đâu. Thậm chí anh chẳng nhớ mình đẻ ra ngày nào, tháng nào, năm nào. Ấy vậy mà bây giờ cũng hẹp bì bớt đây chứ. Giờ anh ngồi anh nghĩ, vị thần nói đúng thật. Những người cần thương xót thì mình không thương xót. Những người mà họ chả cần phải xót thương thì mình lại xót thương. Còn những người cần thì mình lại không thương. Anh xin, anh hối hận. Nhưng vị thần lại hét lên: "Không thể tha thứ được. Ta phải trừng trị cái tội bội ước của ngươi cho thích đáng. Vì ta đã nói với ngươi rằng ngươi không biết thương xót người khác thì ta cũng không xót thương ngươi."
Lập tức một tiếng sấm nổ vang, cả tòa nhà nguy nga lộng lẫy của anh họ Dương này đều đổ sụp xuống. Còn nhanh hơn hai tòa tháp đôi của bên Mỹ nữa. Và lạ thay, tự nhiên thân mình của anh ta cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Cuối cùng, anh ta biến thành một con vật bé tí ti. Con vật bé xíu, và người ta gọi cái con vật ấy là con kiến. Con kiến, một loài côn trùng bé nhỏ, để sống ứng với lời thề độc của anh. Đó là anh phải tự đi kiếm ăn, bị người đời ghét bỏ, và lúc nào cũng chui rúc trong khe vách trong chân tường. Cho đến nay, tuy đã hóa kiến, nhưng anh ấy vẫn không bỏ được những tật xấu như khi làm người. Mỗi khi đánh hơi ở đâu có đồ ăn là kiến lần mò tìm đến ngay. Nó lại mới để cái ly nước đường đây lại kiến lại bộ lên rồi. Đổi tôi ly khác coi. Đám kiến này. Đây là kiến. Tôi có muốn làm kiến không? Dạ không. Có muốn làm người hay muốn làm kiến? Làm người thì phải có lòng thương xót. Nếu không có lòng thương xót thì sẽ phải làm loài kiến. Vậy thì những ai không biết thương xót người thì ấy người lại thì người ấy là con kiến. Tụi con nói ấy nha. Không biết thương xót người thì là con kiến. Dù có to mấy chức sắc vị vọng, dù có hộ pháp quyền cao chức trọng mà không biết thương xót người thì cũng chỉ là con kiến thôi. Là con kiến thôi. Mà con kiến ở trong ca dao tục ngữ Việt Nam có những câu như sau, chúng con nghe cho nó vui. Ba đồng một mớ đàn ông, mua bỏ vào lồng cho kiến nó tha. 300 một mụ đàn bà, mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi. Thế mấy bà này vinh 300 một mụ đàn bà đấy. Còn đây 3 đồng một mỡ đàn ông, mua bỏ vào lồng cho kiến nó tha. Rồi người ta nói đến chuyện con kiến mày kiện củ khoai, mày chê tao khó lấy ai cho giàu. Nhà tao chín đụn mười trâu, lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân. Cái con kiến nhỏ bé tí này mà kiện củ khoai thì ăn thua cái gì? Những người dân nghèo, dân hèn thấp cổ bé miệng. Mà đi kiện những ông đại gia, đi kiện những nhà tài phiệt, đi kiện những tay mà nó chiếm đất của mình thì kiện làm sao được? Kiện thế nào được đây? Thấy không ạ? Đất nhà mình nó mua có 1 triệu một mét. Thằng đại gia, công ty lớn nó mua có 1 triệu một mét, nó thu đất của mình xong. Bây giờ nó hóa giá là bùa phép thế nào. Bây giờ lên 10 triệu, 100 triệu một mét vuông. Tiếc xót ông già chống gậy đi kiện hết chỗ này đến chỗ kia. Kiện từ lúc 9 tuổi mà đến 99 tuổi vẫn chưa xong. Râu dài ra, thôi là con kiến mày kiện củ khoai. Mày chê tao khó lấy ai cho giàu. Nhà tao chín đụn mười trâu, lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân. Nó giàu cơ đó mày kiện cái gì? Rồi con kiến mà leo cành đa, leo phải cành lộc, cành cọc. Con kiến mà leo cành đa, cành cây đa, leo phải cành cọc, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cọc, leo vào leo ra. Thân phận con kiến mà chỉ có leo ra leo vào, leo vào leo ra thôi. Thân phận nhỏ bé này biết kêu ai, biết cậy nhờ ai đây? Cho nên người ta mới bảo là mày, ta giết mày như giết một con kiến thôi.
người có chức có quyền chỉ vào những con người nghèo khổ như chúng ta đây và họ bảo như thế. Ta giết mình như giết một con kiến thôi. Họ coi thân phận của những con người nghèo khổ như con kiến, họ chẳng xót thương gì con kiến hết. Ve vẻ vẻ ve là vẻ con kiến, kiến càng kiến kệ, kiến mẹ kiến cha, kiến ở trong nhà là con kiến đất, kiến leo bọc mật là con kiến hôi, kiến leo miệng nồi là con kiến lửa, kiến bay lả xả là con kiến xanh, con ở bụi chanh, con ở bụi mía, con ở bụi khế, con ở bụi khoai, lặng lặng lắng tai, bò ra cho chóng, con ở trong thoáng, con ở trong hang, con mỏ ràng ràng, mình tổ ngoài bụi, về nằm lúc tối, đến đầu năm canh, đồng thanh, chú choa, chúng mình là con kiến. Qua câu chuyện con kiến đó, chúng ta thấy Chúa nói với Thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Ngài. Trước tiên là con đón nhận lòng thương xót của ta, mở trái tim ra đón nhận lòng thương xót của Chúa trước đã. Vì chúng ta cũng chỉ là chằng dương, chẳng có cái gì cả. Thân phận của mỗi một người đang trong tháng 11 ra ngoài nghĩa trang mà coi, chỉ thấy những nấm mồ thôi. Chỉ thấy hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Mỗi người chỉ là bụi cho thôi, chả là cái gì cả. Nhưng mà nếu mình mở rộng lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì như chàng dương nghèo khó ấy đón nhận cả một túi vàng. Cả một túi vàng, lòng thương xót Chúa còn hơn thế nữa. Còn hơn thế nữa. Mình, những người mà đang có tiền, có của, những người đang có tất cả những gì trong tay, hãy nhớ rằng là mình chỉ là chàng dương nghèo khổ, gặp được vị thần giàu lòng thương xót cho mình một túi vàng. Sức khỏe của anh có phải là của anh đâu. Tiền của anh, mọi cái anh có đâu có phải là của anh đâu. Vì chỉ một thoáng thôi. Đời sống con người trong qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích, không còn gì cả. Vậy mà cứ tưởng như là mình có hết tất cả. Cho nên tháng các linh hồn, tháng 11, cứ nhìn vào những nấm mồ để thấy mình chỉ là những chàng dương nghèo khổ, được vị thần giàu lòng thương xót cho mình sức khỏe, sự sống, nhà cửa và mọi thứ. Chỉ với một điều kiện duy nhất thôi, ta đã xót thương con thì con cũng phải xót thương những người khác như ta thương xót con. Hết. Mà nếu con không thương xót người khác như ta thương xót con thì con cũng không xứng đáng lãnh nhận lòng thương xót. Chúa lấy lại hết. Sẽ có một lúc Chúa lấy lại hết. Nếu ta không biết thương xót người khác, chúng con thiếu nhi, tập đi, tập biết thương xót ngay cha mẹ mình trước đi. Vâng lời cha mẹ, đó là cách thể hiện lòng thương xót. Hiếu thảo với cha mẹ, đó là cách thể hiện lòng thương xót đấy. Giữa cha mẹ và con cái luôn luôn có một khoảng cách. Có khi một thế hệ là 25 năm, có khi hai thế hệ là 50 năm.
giữa già và trẻ không thể hòa hợp được với nhau. Không thể hòa hợp được với nhau, nó cứ như thế này thôi. Thì những đứa con, chúng con biết cha mẹ mình lớn tuổi rồi, biết cha mẹ mình thuộc thế hệ khác với mình rồi, thì chúng con làm sao để vui lòng cha mẹ? Đấy là có lòng xót thương đó. Vâng lời cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ, dù có những cái mình không thích, dù có những cái mình không hợp, nhưng vì đó là cha, là mẹ mình đã sinh thành, dưỡng dục, nuôi cho mình được đến ngày hôm nay, thì mình vâng lời, mình hiếu thảo, làm vui lòng cha mẹ. Để một lúc nào đó mà cha mẹ có mất đi, thì đừng có nhỏ những giọt nước mắt cá sấu, lúc đó mới khóc: bố ơi, bố đâu, bố bỏ con, mẹ ơi, mẹ bỏ con đi. Được cái gì đâu, những giọt nước mắt quá muộn màng rồi. Hãy hiếu thảo với bố mẹ mình lúc còn sống này. Đó. Chắc chắn là không thể hòa hợp được già và trẻ. Trẻ thì lúc nào cũng nhanh, cầm cái máy vi tính nó bấm tạch 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 tạch. Bố mẹ chưa cầm mở ra được nút thì nó đã bấm xong hết rồi. Rõ ràng như thế. Nhưng mà người già thì lại có kinh nghiệm. Con ơi, chậm chậm một chút, nhanh xóa hết bài của cha đi bây giờ đó con. Chút là tiêu luôn. Bố kinh nghiệm rồi, bố bị ba hai lần rồi. Từ từ con, coi kỹ con. Mắt nhắm mắt mở, bài A xóa bài B, bài B tưởng bài C xóa hết. Mà đã xóa rồi, delete rồi, làm sao mà gửi lấy lại được nữa. Có những cái mình không thể lấy lại được nữa. Có những cái mình có thể lấy lại được, cho vào sọt rác, recycle bin, mình có thể moi ra được. Nhưng mà có cái delete rồi thì hoàn toàn biến mất. Cha mẹ chết rồi lấy gì ra? Ốm đau còn có thể phụng dưỡng được. Cha mẹ chết đi rồi, delete rồi, lúc đó những giọt nước mắt muộn màng rồi. Cho nên xót thương ngay lúc còn sống. Mà xót thương đừng có trên đầu môi chót lưỡi. Những bài hát về cha mẹ rất là hay. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn. Hát hay lắm. Nhưng mà nó hát hay, các đoàn nó hát hay lắm. Mà về nhà nó cha chịu vâng lời bố mẹ. Các đoàn nó hát solo xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Về nhà nó có chúc lành, nó toàn chúc giữ cho bố mẹ nó không à. Nó không vâng lời, nó không hiếu thảo, nó làm ngược lại. Và suốt ngày nó đi với bạn bè, nó chơi với bạn bè. Dĩ nhiên chơi với bạn bè thì thích hơn, nó hợp với mình. Nhưng mà những ngày lễ, nhất là những ngày Noel, những ngày Tết, để bố mẹ thui thủi ở nhà, chơi rông hết ngoài đường, có xót thương bố mẹ không? Con phải xót thương bạn con. Đấy, lại giống như anh chàng Dương. Người cần xót thương thì không xót thương. Người không cần xót thương thì cứ xót thương. Mình đã giàu rồi, những người có chức có quyền họ cần gì đâu. Họ đã có dư sức hết rồi. Vậy mà cứ đón tiếp những người có chức có quyền, những chức sắc như bậc vị vọng, đón tiếp vào nhà mình thôi. Xót thương. Hai bên lợi dụng nhau thôi. Bên này lợi dụng bên kia vì có tiền. Bên này kia lợi dụng bên kia để lấy danh, lấy tiếng. Thế thôi, chẳng ai xót thương ai cả. Người cần xót thương là chính bố mẹ của mình. Người cần xót thương là những người nghèo khổ không có gì để đáp lại mình. Là chính những người ấy sẽ rước mình vào cõi đời đời. Chứ không phải những người vị vọng, không phải những người mà cho mình bia đá, đại ân nhân với lại thế này thế kia. Những người đó coi chừng làm cho mình mất hết phúc. Vì Chúa bảo, này con, tay trái không biết việc tay phải làm. Biệt con cho cả nước biết rồi thì con đã được trả công cả rồi. Con không còn phần phúc gì ở đây nữa cả. Biến khỏi mặt ta, hỡi quân lòng đồ gian ác. Phận con kiến, mình chỉ là con kiến. Nhưng mà con kiến ấy bây giờ nếu nó biết thân biết phận nó sửa đổi thì nó sẽ trở thành con kiến vàng trong lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa không có loại trừ ai. Nếu ngay cả con kiến ấy, cái anh chàng Dương ấy mà biết hối hận, biết xót thương, nó vẫn không hối hận, nó hóa thành kiến rồi mà nó không biết thân, nó còn cứ gặp cái đồ ăn là nó sơi. Tức mình vừa mới để
ly cà phê chưa cho đường thì nó không vô. Vừa mới quậy đường xong cái để nghe bài hát xong bỏ lên rồi. Bàn nó vậy, nó cứ ở đâu ấy. Nhìn thấy không thấy nó chiếc mặt bàn. Vừa quay đi thấy nó để cái gì thì nó bâu đến rồi. Nhanh lắm, cứ thấy ăn là bâu lại, bâu lại, bâu lại. Đồ kiết. Cho nên thấy đâu mà mình bâu à, mình chỉ là đồ kiến thôi. Thấy có tiền, thấy có của, thấy có danh, thấy có chức, có địa vị là cứ bu vào, tôi nói bu vào như kiến. Tại sao mình không bu vào lòng thương xót Chúa? Lòng thương xót Chúa chả thấy con kiến nào nó bu cả. Thấy không? Vì lòng thương xót Chúa là phải xót thương, mà kiến thì nó chỉ biết ăn thôi, chỉ biết vơ vào, chỉ biết chọc thôi. Cho nó đến với lòng thương xót Chúa nó bảo lỗ quá. Cho nên hãy bu vào, hãy đến với lòng thương xót Chúa để mình là những người con của lòng thương xót Chúa, chứ không phải là những con. Chúng con thân mến, thắng các linh hồn, việc chúng con hãy cầu nguyện cho những người thân của mình, ông bà, cha mẹ, tổ tiên và những người đã qua đời. Xin Chúa đưa những người thân yêu ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Và những người thân yêu ấy khi hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa trên nước thiên đàng sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta ở dưới thế này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sang lang vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.